Vâng, bữa đầu video là một cảnh rất là tươi mát tại vì cây đại phúc tâm môn này vừa được tưới nước xong. Đấy. Rất là cảm giác mát mẻ luôn đúng không ạ? Cây này theo Thi đánh giá thì có thể là cạnh tranh rất là công bằng với tác phẩm của nhà vườn Toàn Nguyễn đặt ở cổng hội nghị này mọi người. Đây. Tác phẩm này khá là đẹp, vẫn là của Đoàn Bình Định nha mọi người. Ở gần đường nên có lẽ là tiếng xe nó sẽ át đi tiếng bình luận nghiệp dư của Thi, mong mọi người thông cảm. Đây. Wow. Cứ nghĩ rằng là mặt tiền mới là mặt chính, nhưng mà khi mà chúng ta ra phía sau thì cũng không kém phần hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, giá trị tác phẩm thì nhìn ở bốn phía đều rất là tuyệt vời. Mọi người có thấy được đám rêu xanh này không? Rất là hay đây. Vâng, ta xây một vòng nữa để cảm nhận nhiều hơn về cái tác phẩm này nhé. Có mọi người thấy không? Khi mà di chuyển qua đây thì ánh nắng nó hơi là ló cái camera, không làm cho tác phẩm thì rất tuyệt vời. Đấy, vâng, nhìn lại Đại Lộc Lâm Môn một lần nữa nha. Đó, Đại Phúc Lâm Môn, vâng vâng. Vâng, đây là tác phẩm thứ 3 của Đoàn Bình Định nè mọi người. Thì vừa quay vừa phải đề phòng tên sát thủ máy bán nước tự động. Đây mọi người thấy không, nó tưới cây làm cho cây trở nên mát mẻ và tuyệt vời hơn. Tuy nhiên nó cũng làm cho cái công tác quay phim của Thi trở nên cần phải mạo hiểm hơn. Vâng, đây là một tác phẩm của Đoàn Bình Định nha mọi người. Đây. Đẹp, rất đẹp. Cũng giống như hai tác phẩm giống như thì nói lúc nãy là về bạch xà đó, thì đây là một cái dáng nó rất là lạ trong từng cái thân cây dúi nha mọi người. Đây Hoàng Anh Lâm Mộc đây, khá là đẹp. Thì vì sao Thi hay chọn cái tạo hình ở phía sau, tại vì hiện tại vào buổi chiều nên tạo hình ở phía trước xuống tay thì nó sẽ bị ló mặt trời, nên Thi sẽ cố gắng quay tốt nhất để cho mọi người có thể cảm nhận được cái tác phẩm này nha. Vâng, tác phẩm xuất hiện trong video này là có cái tên khá là kỳ, đó là Ba Dơn. Đấy. Vẫn là được làm từ thân dúi Hoàng Anh Lâm Mộc. Tác phẩm này thì chiếm bề ngang khá lớn. Và màu sắc của lá thì rất là tươi và thấy như là sinh lực rất là dồi dào. Tác phẩm này thì giống như là một hệ thống gồm nhiều thân kết hợp lại với nhau nha. Ban đầu là có một thân gốc lớn này bị đổ, giống như là đổ xuống đó. Thì từ cái thân gốc lớn này sẽ phát hiện ra nhiều cái rễ nữa. Đây như mọi người thấy, nhiều cái rễ cắm xuống và nằm nghe tạo thành tác phẩm. Hay cũng có thể là đúng là cái gốc này nó vẫn đứng bình thường nha mọi người. Nhưng mà khi vào tay nghệ nhân rồi á thì mình sẽ chọn cái dáng nó phù hợp nhất với lại cái thế cây và nó đã sinh ra được cái tác phẩm này. Đấy. Rồi, ta xem kỹ vào cái phần thân cấu trúc. Vâng, tác phẩm cây dúi tiếp theo Thi giới thiệu với mọi người là một thân cây dúi khá là lớn và có hình giống như một hai con rồng á.
đang ngẩng đầu lên nha. Đấy. À, hai con kỳ lân thì đúng hơn. Đấy. Hai chú kỳ lân quấn vít và ngẩng đầu lên cao. Đấy, nhìn góc này. Vâng, đúng như mình dự đoán nha mọi người. Đây là một tác phẩm của Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Quảng Ngãi và có cái tên là Kỳ Lân Du Xuân. Đấy, Hoàng Anh Lâm Mộc. Không biết là chất liệu Hoàng Anh Lâm Mộc là gì, nhưng mà khi phát hiện nó là cây dúi nha. Bởi vì lá nó ở đây rồi. Vâng, tác phẩm Kỳ Lân Du Xuân nha mọi người. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Và tác phẩm cây dúi xuất hiện trong video ngày hôm nay có một cái tên rất là hoành tráng, Nhất Trụ Kinh Thiên. Vâng, đây là Thi đang quay ở chế độ 0.5 nha, để mọi người có thể thấy được là hình ảnh của Nhất Trụ Kinh Thiên một cách là tổng quát nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với góc quay chuẩn thực tế, chúng ta cảm nhận được luôn. Cố gắng lui ra đủ độ xa để có thể lấy được hình ảnh tuyệt vời nhất của Nhất Trụ Kinh Thiên. Thì giống như là cái tên gọi của mình, Nhất Trụ Kinh Thiên, tức là một trụ phá lên trời đó. Đấy. Thì tất nhiên là muốn phá lên trời thì phải có cái bộ gốc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây, người xem trước bộ gốc nha. Tiếp theo là thân, lên lá cành. Wow. Nhìn là đầy sức sống luôn. Đúng là Nhất Trụ Kinh Thiên. Cái này mà công ty mà mua về để thì khỏi phải chê cho mọi người. Vâng, thì trong video này thì sẽ giới thiệu tất cả mọi người hai tác phẩm về cây dúi của Đông Bình Định nha. Thì hai tác phẩm này đặt cạnh nhau. Đây. Tác phẩm này đều là thân chuối cả. Bây giờ mình lại xem cái tác phẩm này trước nha. Đây. Tác phẩm này thì giống hình một cây nấm á mọi người. Vâng, khá đẹp. Sinh lực dồi dào. Đây là cận cảnh thân cây nhé. Của nhà vườn Tâm. Và cây thứ hai. Thì tất nhiên là có rất nhiều tác phẩm từ cây dúi nha mọi người. Nhưng mà thì theo trình tự video khi đi quay thì cũng sẽ có tác phẩm này, tác phẩm kia. Mỗi cây mỗi vẻ, mỗi cái vẻ đẹp khác nhau. Và cũng có thể là cây này nó trội hơn cây kia một tí. Đấy, nhưng chúng ta đều trân trọng cái công sức của các nghệ nhân. Đây, tác phẩm này cũng tương tự Nhất Trụ Kinh Thiên nha mọi người. Nhưng mà ở một góc độ nào đó thì nhìn có vẻ thô ráp hơn. Tuy nhiên thì có một nét hơn dễ và kỳ lý hơn. Đây. Tại sao nói hơn dễ và kỳ lý đây? Mình nhìn những cái mắt này nè. Đấy. Rất là dễ liên tưởng đúng không ạ? Vâng, trong series lần này thì Thi sẽ giới thiệu cho mọi người hai cây cảnh của tác phẩm có cái tên là Hoàng Anh Lâm Mộc của cùng một chủ sở hữu đúng không ạ, là Hữu Duy. À không, một chủ sở hữu của anh Hữu Duy và một chủ sở hữu khác là anh Trần Quốc Minh. Đây thì hai tác phẩm thân cây dúi nó nằm bên cạnh nhau nha mọi người. Đây. Thì mình sẽ đi
lần lượt từng tác phẩm một. Và ở góc nhìn này thì mình rõ ràng là thấy được cả hai luôn. Thôi thì mình sẽ tập trung vào tác phẩm của anh Quốc Minh trước. Trời ơi, giống như một kỳ lân con này. Đây, mình phải lựa cái góc nào để mọi người dễ thấy, tại vì hiện tại nắng nó đang rất là gắt, làm cho các cái hình quay của mình là tương đối bị lóa nha mọi người. Thì đó cũng rất là đáng tiếc, không gửi được đến tất cả mọi người những cái hình ảnh đẹp nhất của tác phẩm. Đây, đây là tác phẩm. Cây dúi theo tên gọi thông thường thì là như vậy, nhưng chắc trong nghệ thuật người ta gọi nó là Hoàng Anh Lâm Mộc đó mọi người. Đây thì có thân tạo hình rất là đặc biệt, san hô bên dưới. Và tác phẩm Hoàng Anh Lâm Mộc thứ hai khá là kỳ dị đấy, đẹp nha mọi người. Vâng, tác phẩm Thân Dúi thì muốn tiếp tục giới thiệu tất cả mọi người thì nó có một đặc điểm là dáng đổ. Đây cũng là một dáng cây khá là hiếm hoi trong triển lãm lần này đối với những thân cây dúi. Tại vì thân cây dúi thì thường nó sẽ phát triển lên trên thẳng đứng nha, ít cây có cái độ uốn cong xuống dưới và tạo được cái điểm nhấn như tác phẩm này. Đấy, hai tác phẩm kỳ lạ này thì ở bên cạnh đó. Đó là của nhà vườn Linh Võ nha, xây khá là nhiều tầng nha mọi người để mà tạo nên tác phẩm này. Lên để mình xem thân luôn. Vâng, một thân cây dúi nữa dán đổ nha. Dán của cây dúi mà đổ như cây hải châu vậy, rất là đặc biệt. Ok, tiếp tục nào. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Và tác phẩm về thân dúi tiếp theo thì muốn giới thiệu tất cả mọi người là một tác phẩm trông rất là lạ mắt này. Đấy, cái thân cây dúi này nó rất là đặc biệt, uốn cong rất là nhiều, giống như một sợi dây đó mọi người. Nhìn từ xa thì giống như một sợi dây, thân dây chứ không phải là thân gỗ cứng cáp nha. Đấy, nhưng mà thực chất là đây là một cái loại thân gỗ rất là cứng. Đó, màu thì khá là sáng. Đấy, nhìn giống như con bạch xà vậy, giống như con bạch xà đang cuộn tròn luôn đó. Những tán lá giống như là những cái mang rắn vậy, đang phun ra. Đấy, về tổng thể để mọi người có thể là thấy được cái tính đặc biệt của tác phẩm này nha. Ok, và bây giờ chúng ta lại gần để xem thử là tác phẩm này có tên hay không nha. Đấy, hoặc là có tên nhưng mà nhiều khi không xuất hiện được thì mình cũng không biết được. Đây thì là một tác phẩm của nhà vườn Linh Võ thuộc Hội Sinh vật cảnh Phú Yên nha mọi người. Đấy, đây để lại gần. Vâng, đúng như mình dự đoán, tác phẩm này không có được viết tên lên đây. Ok, rất là đáng tiếc. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Và để tiếp tục cái story về dàn cây cảnh đẹp làm từ thân cây dúi tổng hợp á, thì hôm nay thì xin được giới thiệu tất cả mọi người một tác phẩm làm từ cây dúi này nha. Đây, tác phẩm khá là đồ sộ. Thứ
đầu tiên là chúng ta sẽ đi một vòng để mà xem toàn bộ cái tác phẩm này. Và sau đó thì lại gần để xem các chi tiết trên tác phẩm nha. Okay, tác phẩm này có tên là Tứ Linh Quần Thụ. Rất là lớn à, thì đã cách xa tầm khoảng 5 mét rồi đó, nhưng mà camera vẫn không bao hết với chế độ quay 1:1 này. Tác phẩm này thì mạnh về phần thân, nhưng mà tạo nên điểm đặc biệt là ở cái phần thân gồm nhiều thân cây khi mà có chân trụ ở dưới rồi phát triển lên, sau đó lại tách ra rồi lại hợp lại. Khá là bắt mắt nha mọi người. Ok.